dập đầu xá tội với chị. Tôi mong chị tha thứ. Chị hãy giúp tôi một ân huệ cuối cùng được không chị? Chị nói đi, chị muốn gì mà trong khả năng của tôi thì tôi sẽ làm. Chị hãy chăm sóc và yêu thương Thảo như trước đây nha chị. Chị cứ yên tâm, Thảo mãi mãi là con của tôi mà. Vậy là tôi đã cảm thấy nhẹ lòng rồi. Khi em đọc được lá thư này, chắc anh đã ở một nơi nào đó thật xa. Đêm qua, sau khi thoát được tên sát thủ kia, thì anh đã biết tất cả những tình cảm em dành cho anh lâu nay chỉ là giả tạo, là lừa dối để lợi dụng anh. Anh đã rất suy sụp. Trong phút giây, anh từng nghĩ đến việc sẽ tự sát để cứu Kiệt và tố cáo hết mọi tội ác của em, để em phải trả giá khi lợi dụng tình yêu của anh. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không làm được. Anh chỉ mong cái chết của anh có thể giúp em thức tỉnh, quay đầu, đừng làm những chuyện sai trái nữa. Khi viết những dòng này, anh đang tự hỏi mình bảo vệ cho em như vậy có đáng hay không. Nhưng rồi anh tự trả lời, nếu đem ra cân đo đong đếm thì đó không phải là tình yêu. Đối với em bây giờ, cái chết không còn đáng sợ nữa, mà chính là sự tiếc nuối, ân hận đang dày dò em. Chỉ vì sự hiếu thắng ích kỷ mà em đã đánh mất tất cả. Thì nói đúng, em và cổ đều có một người yêu mình thật lòng. Chỉ vì em không biết trân trọng và nắm giữ hạnh phúc của chính mình mà thôi.
Xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.